Liên quan đến vụ án giết chết 3 người trong một gia đình ở Tiền Giang, đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, cơ quan công an tỉnh này đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Qua xác minh và lời khai của nạn nhân may mắn sống sót, cơ quan công an đã xác nhận hung thủ chính là Nguyễn Đăng Khoa, chồng của nạn nhân Đinh Thị Ngọc Vân. Thưa quý vị các bạn, chỉ sau một đêm 3 người thân trong một gia đình đã bị tử vong và từ đêm hôm qua tới giờ phút này thì lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để khám nghiệm trường và tìm ra nguyên nhân của sự việc. Hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm trong vườn cây của gia đình ông Đinh Văn Trung, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xung quanh tường rào vây kín. Lối thoát duy nhất mà các nạn nhân có thể chạy thoát được đã bị khóa chặt. Người duy nhất sống sót vì may mắn được hung thủ tha chết là em gái chị Ngân, hiện trong tình trạng hoảng loạn vì sợ hãi. Bé thì nó ở đây, bé mà thoát ở đây nó kêu cầu cứu đó, nó còn bị trói tay. Rồi anh mới mở cửa cổng ra, nó đưa chìa khóa mở cổng, nó dìu nó vô trỏng, mà thấy cái việc hình là trỏng, nó giết hai người trong đó. Với bé thì nó giết nó đem vào kia, còn hai người thì mỗi người trong phòng. Cháu nội đồ về cũng thương lắm, cũng ngoan lắm, nó về nó đòi ở với cô, nó không chịu về ngoài, rồi cô nói mơ đi học rồi, con về con ở với mẹ đi, rồi mơ đi học rồi nó chịu. Nó giờ tối nó về rồi nó mới rồi phi này nó giết mẹ nó giết cháu của cô luôn. Rồi cô muốn chết luôn cho khỏe con người mình đó. Cháu nội thương lắm. Nó kêu bà nội đừng bỏ con, bây giờ nó bỏ, nó giết cháu nội của cô rồi. Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang xác nhận chị Ngân và bà Hoa tử vong trong phòng ngủ. Còn đứa con gái riêng của chị Ngân tử vong ngoài gốc dừa. Tất cả nạn nhân đều tử vong do bị siết cổ. Theo người dân, chị Ngân từng có một đời chồng cùng một bé trai. Sau đó, người phụ nữ này đến với Nguyễn Đăng Khoa nhưng bị gia đình phản đối. Sự ra đi cùng một lúc 3 người khiến người nhà nạn nhân không giấu được nỗi đau. 6 giờ 15 rồi nghe nói Ngân với bà và vợ mày mất rồi, rồi con Như Ý thì bị bắt cóc rồi. Không. Rồi cũng chạy vô, rồi chạy tới nửa đường thì trong đây gọi ra nó chết rồi. Chết thì chục. Qua kiểm tra hiện trường, ngành chức năng cho biết sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã mang theo xe máy và 4 điện thoại di động bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 16 giờ chiều nay đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Hiện tại công an đang khoanh vùng và ráo riết truy bắt hung thủ.